Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Wear Showbiz. Mặc dù chỉ là một cá nhân tô điểm cho bức tranh tổng thể và mọi chuyện có thể sẽ lại đâu vào đấy khi mà Deadpool rồi Joker ra rạp trong mùa hè. Tuy nhiên, sự sụp đổ của Madame Web càng làm tăng thêm sự hoài nghi từ phía giới mộ điệu về cách mà các hãng phim đang tiếp cận thể loại siêu anh hùng. Phải chăng hồi chuông cảnh tỉnh đã đi qua, còn bây giờ là thời khắc chứng kiến ông hoàng phòng vé xuyên suốt hai thập kỷ vừa rồi tiến vào giai đoạn thoái trào, trong khi hai cán bộ đầu ngành là Marvel và DC đều tạm thời ở ẩn để tinh chỉnh lại bộ máy ở vũ trụ điện ảnh, qua đó sẵn sàng comeback bùng nổ vào năm 2025. Thì đâu đó trên lịch trình phát hành, khán giả mới bất chợt phát hiện Sony vẫn còn làm phim liền tù tì như thể họ đang chạy đua cho bom tấn. Vậy đang khủng hoảng, sao Sony lại chịu chơi đến như vậy? Đặc biệt là khi chất lượng phim cứ tụt dốc không phanh. Hãy cùng mình tìm hiểu tất tần tật thông qua video sau đây các bạn nhé. Let's go! Trailer với cốt truyện đáng lo ngại, doanh số bán vé sớm thì eo uột, Madame Web đã được dự báo về tiềm năng để trở thành cú flop mở màn cho năm 2024 ảm đạm. Thế nhưng, kể cả người hâm mộ mang nặng định kiến nhất cũng khó mà hình dung được rằng dự án hâm nóng dịp lễ tình nhân năm nay lại thê thảm đến vậy. Ở bình diện chuyên môn, Madame Web tạo dựng kỷ lục khó quên khi sắm vai phần ngoại truyện về người nhện nói riêng và điện ảnh siêu anh hùng nói chung nhận về điểm số trung bình thấp nhất trên Rotten Tomatoes. Không giống như Venom hay Morbius, đến cả khán giả lần này cũng chẳng thể đứng về phía Sony Pictures được. Con số 13% phản ánh rõ ràng lên khả năng tiêu thụ của bộ phim tại phòng vé, qua đó đánh dấu khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử Hollywood đối với một chuyển thể dựa trên nhân vật Marvel. Nếu như Morbius vẫn xoay sở để kiếm được 170 triệu đô doanh thu toàn cầu, thì đó chỉ là ước mơ xa vời của Madame Web. Quy tụ một dàn diễn viên có đủ yếu tố tài năng, danh tiếng và tầm ảnh hưởng ở nhiều thế hệ khán giả. Đáng tiếc là hành trình của quý bà nhền nhện trên màn ảnh đã hoàn toàn thất bại, thậm chí với mối quan hệ rạn nứt của nữ chính Dakota Johnson, nơi cô đánh tiếng chê bai tác động tiêu cực từ phía Sony lên quá trình sản xuất. Kế hoạch nhồi nhét Madame Web vào vũ trụ điện ảnh trong tương lai đã đổ bể, tiếp tục là một bộ phim nữa không chứa đựng ý nghĩa gì, và đơn thuần là Sony chỉ đang ném tiền qua cửa sổ. Có thể thấy các vấn đề mà thể loại siêu anh hùng phải đối mặt đều liên quan đến tính hệ thống, từ nghệ sĩ VFX hoạt động quá sức, tầm nhìn sáng tạo, xung khắc cho đến kịch bản na ná nhau đến mức bão hòa thị trường. 2024 chứng kiến một quãng nghỉ đường đột của dòng phim thịnh hành bậc nhất trong thời kỳ điện ảnh hiện đại. Động thái khiến người hâm mộ không khỏi nhớ nhung nhưng lại tỏ ra thiết thực để các studio có thời gian nhìn lại 12 tháng đáng quên vừa rồi. Anh cả Marvel Studio sẽ chỉ tung ra Deadpool và Wolverine, lần về nhà của các dị nhân từ 20th Century Fox được dự báo là chỉ có thành, chứ khó mà có bại. Tương tự với địch thủ lâu đời, vũ trụ điện ảnh DC cũng tỏ ra thận trọng. 7 lần tiếp theo chạm ngõ với màn ảnh, họ sẽ mở ra sử thi Gods and Monsters với mọi ánh mắt đổ dồn vào Superman. Phòng vé siêu anh hùng năm nay sẽ gói gọn lại ở màn thư hùng giữa Deadpool và hậu truyện Joker, giai thoại hứa hẹn tiềm năng để tái hiện lại Barbenheimer cháy lửa năm 2023. Và để tăng thêm gia vị cho cuộc chiến của hai siêu phẩm R-rated, Sony Pictures không hiểu lấy đâu ra can đảm mà đấu thầu toàn bộ phần còn lại tới tận 3 dự án solo khác nhau. Nếu như Madame Web đã bỏ đi, thì Venom, The Last Dance và Thợ Săn Kraven sẽ là niềm hy vọng duy nhất để Sony gỡ gạc lại mảng kinh doanh điện ảnh siêu anh hùng từ nhân vật Marvel. Thậm chí đây vẫn chưa phải là điểm dừng, bởi hãng phim đã lên kế hoạch cho một bản chuyển thể Spider-Man, Noah cùng hóa thân của Nicolas Cage. Điên rồ hơn, họ còn sẵn sàng chứng minh rằng thất bại của Madame Web không xuất phát từ bản thân khi chạy đua vũ trang cho Silk Spider Society, một dự án hướng đến đối tượng nam giới khác do nữ nhện nhện lãnh đạo. Và lưu ý rằng, các kế hoạch mới đã được thai nghén khi mà Sony vẫn đang phát triển chưa hề đâu vào đâu. Tay đấm El Muero và Hypno Hustler, một phản diện rất ít tiếng tăm của người hàng xóm thân thiện trong truyện tranh. Việc nhà chưa xong, Sony còn dí KPIs ngược lại cho Kevin Feige khi họ muốn Spider-Man 4 do nhện tôm phải được trình chiếu sớm nhất có thể, đi kèm với yêu cầu kiên quyết rằng nó sẽ phải mang tầm vóc của No Way Home, sự kiện đưa Andrew Garfield lẫn Tobey Maguire trở lại.
Thời điểm mà Sony khẳng định vị thế vua lì đòn trùng hợp thay cũng là lúc CEO Bob Iger của Disney vỡ vụn vì áp lực đến mức phải tuyên bố hạn chế nguồn cung nhằm hy vọng vực lại Marvel Studio hỗn loạn. Sự liều lĩnh từ Sony khiến nhiều khán giả không khỏi băn khoăn liệu họ thực sự tin vào quá trình vắt sữa chuẩn chỉnh như đã làm với Venom, hay đơn giản là I don't give a fuck. Giống cái cách hãng phim không thể trả lời Michael Keaton vì sao họ lại thêm nhân vật Vulture và Morbius. Trong trường hợp ta tin rằng Sony hoàn toàn liêm khiết, việc làm phim vô tội vạ này có thể được đổ lỗi cho chính Marvel Studio. Sở dĩ nói vậy là bởi họ đã gài gắm một điều khoản bắt buộc đối tác phải sản xuất một dự án người nhện trong khoảng thời gian quy định. Nếu quá 5 năm 9 tháng Sony không đả động đến công tác live action, hãng phim sẽ đánh mất một vài bản quyền nhân vật đắt giá. Hợp đồng này lý giải nguyên nhân cho việc chỉ mất 1 năm để nhận Andrew bị thay thế bởi phiên bản trẻ trung của Tom Holland trong Civil War. Mặc dù con số sở hữu trí tuệ có thể lên tới 900, song như Amy Pascal đã than thở thông qua vụ hack nổi tiếng năm 2014, ai cũng nghĩ Sony đã thâu tóm một vũ trụ Spider-Man kỳ diệu. Ấy vậy mà chẳng người nào từng đề cập tới chiều sâu của nó, nơi chỉ bao gồm phản diện, người thân và bạn gái của Peter Parker. Sony cũng có nỗi khổ của riêng mình, chỉ tiếc là đó chẳng thể là lý do để lấp liếm cho các màn thể hiện đầy ác mộng của Madam Web hay Morbius trong quá khứ. Madam Web do S.J. Clarkson đạo diễn kiêm luôn vị trí đồng biên kịch. Phim chứng kiến sự tham gia của Dakota Johnson trong công việc nhân viên y tế ở New York, người đã phát hiện ra sức mạnh dưới tiền đề tâm linh thay vì một dạng nguồn gốc giả tưởng theo kiểu thí nghiệm khoa học. Thoạt nhìn qua, phải thừa nhận rằng đây là một cách tiếp cận khá thú vị, đem đến thứ gọi là căn cứ cho siêu năng lực cùng chất liệu kinh dị nhẹ nhàng mà lôi cuốn. Và quan trọng hơn, Madam Web là một bộ phim siêu anh hùng của nữ giới. Và đã phải bao lâu rồi bạn mới thấy cách trao quyền cho phái đẹp tỏ ra độc lạ như thế này? Đáp lại phần nền tảng ấy, tác phẩm mở màn sân khấu lớn của Sony Pictures vào năm 2024 đã thất bại hoàn toàn ở mọi khía cạnh mà độc giả có thể đem ra phân tích. Madam Web lộ nguyên hình thảm họa xuất phát từ một nguyên nhân rất cơ bản. Bộ phim không đặc sắc, không đọng lại nhiều giá trị và người xem chẳng thể kết nối với câu chuyện đang được cây viết truyền tải. Phụ nữ không phải là yếu tố để đổ lỗi mỗi khi phim dở, khi mà từ lâu chủ đề này đã hiện diện như một vật tế thần thuận tiện để các hãng phim bao biện cho sản phẩm thiếu hiệu quả của mình. Trước Madam Web, The Marvels cũng nhận về phản ứng gay gắt, dẫu vậy trích lại lời của đạo diễn Nia DaCosta, hậu truyện của Carol Danvers là sản phẩm của Kevin Feige, là phim của vị CEO này. Nếu cảm thấy vấn đề gì cần quy chụp, nên nhớ rằng ekip sáng tạo không phải là người đưa ra các quyết định mang tính then chốt. Sau cùng, điều cốt lõi không phải là câu chuyện của ai được kể, mà vẫn là câu chuyện nên được kể như thế nào. Ngoài vấn đề ổn định về chuyên môn, nơi Sony Pictures có thể nhào nặn một Spider-Verse sâu sắc đến mức độ tiểu tiết, song đồng thời cũng đủ ma quỷ để kiến tạo một Morbius hết nước hết cái. Việc hãng phim đang biến nhiều nhân vật phản diện của Spider-Man thành phản anh hùng trong khi không sở hữu một người nhện live action để nhả tơ bay lượn cũng khiến mọi thứ ở vũ trụ Sony Marvel trở nên khá kỳ quặc. Xem phim Sony Marvel lúc nào cũng lợn gợn cái băn khoăn liệu Avengers Endgame của họ sẽ là cuộc chiến với Peter Parker hay đích đến cuối cùng vẫn là việc gia nhập vào MCU trong trận đánh đa vũ trụ quy mô nào đó. Về lâu dài, việc thiếu hình dung được những gì hãng phim sẽ làm với một loạt nhân vật sở hữu câu chuyện riêng lẻ không liên quan đến nhau đã khiến khán giả đại chúng chẳng mảy may về kế hoạch của Sony. Xu hướng nhìn nhận của đại chúng hề hước thay lại là các chế phẩm meme để sử dụng trên Internet. Không phải vì nó thực sự để lại ấn tượng, mà xuất phát từ tâm thế siêu anh hùng của Sony sẽ thường sa sút về mặt chất lượng, thành ra điều mà ai cũng quan tâm là hình ảnh hoặc câu thoại tấu hài nào sẽ được ra đời. Trên thực tế, thất bại từ Morbius cho đến Madam Web hay trực quan hơn là chênh lệch trong đánh giá của Venom từ giới phê bình và người xem đã minh chứng cho việc Sony đang phần nào đó hùa theo hiệu ứng trên Internet một cách viral chẳng mấy hay ho, nhưng liệu nó có đáng để đánh đổi hay không, sẽ khó có ai lại dám trả lời một cách chân thật. Trong những năm trở lại đây, sự bão hòa của thể loại, nơi người xem mệt mỏi vì phải thưởng thức một tác phẩm y hệt hàng chục dự án trước đó, đã thúc đẩy mức độ đa dạng và cởi mở từ các hãng phim. Điều này đúng đắn ngay cả trong thị trường phát trực tuyến, nơi Netflix đầu tư rất nhiều về mặt sáng tạo, những nhân tài với thế giới quan độc đáo để mở ra lựa chọn cho người dùng trên nền tảng.
trái ngang thay khi thị trường bắt đầu suy thoái bởi nhiều lý do khác nhau, sự đa dạng đó thường là đối tượng đầu tiên bị bỏ rơi, bạc bẽo hơn là trở thành cái cớ để đổ lỗi cho cả một quá trình đầu tư thiếu khôn ngoan. Có lẽ không cần đến khả năng thấu thị của Madam Web để thấy được tất tần tật các cách làm thiển cận kể trên đang làm tệ hại trải nghiệm xem phim với các bom tấn nhiều đến như thế nào. Phải còn một thời gian nữa để hậu bản Venom ra rạp, qua đó chấm dứt chuỗi ngày mà nhắc đến Sony chỉ còn những drama như đối đầu với Dakota Johnson hay mượn danh tiếng MCU để scam các ngôi sao hạng A ký hợp đồng với mình. Sony Pictures thành lập vào năm 1987. Theo quan niệm cổ truyền Á Đông thì Đinh Mão sẽ vướng hạn tam tai vào năm 2025. May mắn là hãng phim theo hệ điều hành phương Tây, cho nên là chúng ta những người hâm mộ có thể hy vọng vào một tương lai khởi sắc hơn cho vũ trụ điện ảnh ăn theo người nhện. Chỉ ít nếu loay hoay chưa biết làm như thế nào thì Sony nên bắt đầu từ khâu sàng lọc, ngưng đưa ra quyết định tuyển dụng đi vào lòng đất. Đơn cử như việc thuê biên kịch chỉ toàn phốt là phốt, đã thế bản CV toàn bom xịt với mâm xôi vàng. Mong là video của Way Too Weird đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh hơn về công cuộc làm điện ảnh siêu anh hùng của Sony Pictures. Nếu cần biết thêm được thông tin nào khác, các bạn hãy bình luận ở phía dưới để tất cả cùng biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.